Ok, chúng ta có một bạn Luboni ở đây. Bạn này nếu mà sau này bạn này tiến hóa lên thì bạn sẽ trở thành một bạn ở đâu chết mẹ, bạn này Buneri chứ. Buneri sau này tiến hóa thành là Luboni, là một con Pokemon nhìn rất là dùng từ gì cho nó hợp lý, rất là không phù hợp với trẻ em. Nói chung là như vậy. Anh em này hiểu ý tôi nói thì ok, chúc mừng anh em đã đi vào con đường là sa đọa con mẹ nó rồi. Lùi lại đi, đừng 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 có đi tiếp nữa. Rồi, chúng ta trở lại với chủ đề chính của cái video ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chơi là Cupbomon, một cái mod giống Bixamon nhưng mà nó giống Minecraft hơn. Từ từ khoan, từ từ diễn tả này này nó không hợp lý lắm. Để tôi diễn tả lại thì Cupbomon là kiểu một con mod Bixamon, à một con mod Pokemon nhưng mà đồ họa của Minecraft. Nó không có lôi mấy cái kiểu mà cái hình con Pokemon thông thường vô, mà nó chuyển thành du du giống vậy nè đó. Và đã là Minecraft thì chắc chắn là chúng ta phải đi lấy gỗ, và mình thì có lượm lương thưởng, cho nên là hiện tại mình đang có một cái rùi đá với lại 5 quả Pokeball. Ok, 5 quả Pokeball, mình có thể đi bắt một con gì đó quanh đây. Anh nhìn này giống heo ha, du du nhìn giống heo. Ồ, Magikarp là mấy, là 5 bảy, có thể là kiếm một con level 20. Ui ui má, con chim mà nhìn như con gà luôn trời. Đây là một con hot hot ground. Con này thì tôi nhớ là con quạ hay con đéo gì, nói chung là một con chim rất là to, nhưng mà nhìn đây nhìn đéo khác gì con gà trống. Hay nhìn mặt nó cũng ngu ngu nữa. Phát du, ok. Ê, nó không quấn lại tôi ha, buồn nha. Này đến này nó phải có thêm cái cơ chế mà Pokemon quấn người nó mới vui. Không biết là có cái mod nào giúp cho Pokemon quấn người hay không. Ê, đây chúng ta có một bạn Notepad. Hello Notepad, level mấy này? Level 19, hồi vãi gì. À quên, chứ tôi chưa chọn Pokemon. Ủa còn gì chưa? Ơ đù. Ồ con gì? Silfree. Ồ bật sai đất. Ồ vậy là cái nhìn ngu vậy. Ơi này nhìn hài nha. Đợi chút tôi còn phải chọn Pokemon. Thì hiện tại chúng ta có Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, nói chung là một đống Gen. Thì tôi có thể chọn mấy con trong này. Để xem là tôi nên chọn con gì đây. Có thể là tôi sẽ chọn một con ở Gen 1 nha, để cho nó thân thiện. Có thể là Bulbasaur. Ok, tôi nghĩ là Bulbasaur ấy. Tôi sẽ chọn Bulbasaur. Bulbasaur. Và như nào? Cho nó không hiện gì hết ta. Ô, đây, đây, đây. Ôi, chết mẹ. Đây. Đó. Ôi. Đó, ít kỳ diệu. Ít kỳ diệu, có cái nấm diệu kỳ. Hello. What's up my dude? What's up my man? Chào bạn. À quên chứ, tôi. Tôi còn phải đi hốt xác con vịt hồi nãy. Vậy đâu rồi? Thấy con mẹ nó chạy rồi. Bà mẹ nó ngồi chọn Pokemon xong nó chạy lên đi luôn rồi. Con vịt nhìn hài vãi, tôi muốn bắt con vịt đó. Ê, si kinh à. Quầy. Má con này nhìn chiến đi. Fuck. Hồi nha, à không nha. Không nha, tao biết mà nha. Mày nhìn nguy hiểm á, mày dụ tao xuống mày không biết tao chứ gì. Mày đừng có láo. Ok, nó sẽ cho nó đồ quấn nó đó đi. Rồi, chúng ta sẽ dùng. Ồ, mới vô là nó cho mình một con Bulbasaur level 10 luôn thôi. Ngon. Quất. Rồi đó, đi luôn rồi. Yeah, Magikarp đi hy sinh. Hello. Ô, chim. Hello, chim. Fuck you. Có thể là mình sẽ tìm một cái nơi nào đó để mình có thể an cư lạc nghiệp. Ở đây có một bạn Zubat. Zubat level mấy? Level 3. Ok. Sentret level 7. Tôi nghĩ tôi nên ra tôi giết với con cá. À không, mình không nên giết, mình không nên dùng từ giết, mình nên dùng từ là hạ gục. Bên này có một con Big Gay. Ui. Fuck. Gọi là Full Red level 15. Hello Full Red. Hello, chào em. Bỏ đi, bỏ đi. Ô đây 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 đây. Ôi. Ôi nhìn nhìn à không, con này thì nhìn nó chưa, nó không có bằng ở trong anime. Nó không có bằng ở trên game. Nói chung là chuyển qua đồ họa Minecraft mà nhìn nó không có mức bằng. Nhưng mà tôi sẽ thử bắt nó. Level bao nhiêu đây? Level 31 hả? Siêu. Bằng tất cả tình yêu. Hãy vào đi. Vào đi. Vào đi. Fuck. Hãy hai quả rồi xong đứa vào. Tôi nghĩ là tôi không nên mạo hiểm anh em ạ. Quốc một hồi nó không còn quả nào nữa. Ơi ở đây có Apricorn này, Blue Blue Apricorn. Bên này cũng có Apricorn trong đây hình như là nó chế cách khác chứ không có chế giống như bên Bixamon hả? Ồ luôn, Pokeball chứ. Nó cái quả cầu rồi hình như chế cách khác. Nó không chế giống Bixamon. Rồi phát, tự nhiên nó có cái khe đây ta. What the hell? Ui có than dưới đó luôn kìa. Vãi nồi ạ. Ok, trái Apricorn màu hồng. Màu hồng thì chắc là lớp bôn ha. Này, bên này có một bạn cừu. Hello cừu. Hello rất nhiều cừu. Hello.
Ê, trên bản đồ nha, trên bản đồ thấy rồi. Trên bản đồ bên này có một con bờ sai đất ở bên này. Đây, ở đây. Nó mới spawn ra luôn. Level mấy? Level 14, ok ngon. Rồi xuống con này thôi. Chúng ta sẽ dùng một chiêu vai whip. Quất nhẹ vào đít nó này. Đấy, tét nhẹ vào nè. Đó, rồi, ok. Tét thêm cú nữa nè. Tét nát luôn nè. Để sẽ lâu ta. Ok, rồi bây giờ tôi có thể dùng bone đó. Tôi sẽ chúng ta sẽ thoát ra xong chúng ta quăng bone thủ công hả? Hay. Rồi. Vô không? Vô chứ, sao lại không? Ok, đéo vô. Đùa nhau. Oh no. Vô đi anh bạn, tôi còn có hai quả thôi mà. Vô đi. Vô. Vô, vô, cậu bé mày đúng rồi, vô đi. Ừ. Chuẩn. Rồi chúng ta đã có hai con Pokemon, một con ếch và một con vịt. Ếch kỳ diệu và vịt gì ta? À vịt bối rối đúng rồi. Đây. Sai đất là vịt bối rối. Nó nhìn nhìn mặt nó bối rối thì không, nhìn mặt con này nó không bối rối đâu. Thật ra nhìn mặt nó ngu chứ không phải bối rối. Đó. Nó nhìn giống thú màu vịt ha. Thì nó là con vịt mà quên. Biết gay. Biết gay rồi nó có gay không? Ồ lại ui. Ủa gặp bạn này ở trong một đêm tối, một khu rừng tối. Thật là diệu kỳ và trùng hợp. Ủa nó bạn này còn tự gốc cây như thế này. Ôi thật là tiện lợi. À thôi bỏ đi. Nghe khoan. Bỏ. Này, xem cho cố rồi xong bây giờ liệu. Ở đây là có thêm mấy cái trái apricot màu hồng này. Là được 3 trái rồi. Ôi hello Clipper. Bỏ. Nghỉ khoan. Nghỉ. Rồi giờ cái đảo này không còn gì nữa hết ta. Hello nhện. Bye bye nhện. Hello Clipper. Ơi ở đây có cái gì nè. Một cái tháp. Tháp gì đây? Tháp gì đây? Ui, con Clagator. Con này là con tích tinh ca tút. Tinh ca ở tinh ca tút đúng rồi. Hello. Ok, kệ mẹ nó đi. Là chúng ta sẽ kiểm tra thử cái tháp này có gì hot, biết đâu trong này có kiểu Master Ball đồ. Way. No, 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 no. Ok, chúng ta sẽ phóng thẳng lên tháp. À, một hồi xuống dưới này gặp con Creeper ở dưới á. Vui á. Không, thật ra đéo vui lắm. Đây. Hello, tháp này có gì hot? Có không này? Anh này. Có gì hot không anh này? Cho em rút đồ anh này. Có đồ không anh này? Anh này sao đéo có gì hết vậy? À, có mấy cái relic coin của mẹ nó. Si đài. Đùa, tháp si đài. Đồ không? Chỗ này có gì không? Ở đây không có gì thiệt à? Có mấy cái này thôi. Mà cái này dùng để làm gì? Relic coin này dùng để làm gì ta? Nó có thể dùng để chế cái này. Chế đồng... À, tức chế vàng. Và là... Chế vàng để làm gì ta? Ở chỗ này chúng ta có... Ui! What the fuck? Có gì? Give me gold. What the hell? Từ từ, bình tĩnh. Cháy. À, cháy thôi. Phải đi xa ra. Ok. Được cái đó chúng ta có mấy cái lò này để mình loot chứ. Ok. Hay là quốc không ta? Từ từ. Quốc thôi. Chúng ta sẽ sử dụng lead ship. Thấy mùi nổi rồi. Ok đó, chúng ta có lead ship để chúng ta hồi máu. Mà bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ground. Đây, chúng ta sẽ tăng sát thương lên. Ui chết bà nó sắp đi rồi. Vai whip. Quất được một cái rồi xong đi rồi, hy sinh thôi. Tạm biệt cuộc đời. Bộ mình sau đây hy sinh. Không sao bộ mình, tới bờ sa đất. Bờ sa đất thì nó có chiêu Confusion với lại Waterproof là hai chiêu mạnh này. Tôi không biết hệ của con này là con gì nha. À, tôi không biết hệ con này là gì nha. Tôi nghĩ là tôi nên sử dụng thử Confusion. Chiêu. Ôi gì, nó không được đau lắm. Điều không? Oh fuck, nhưng mà nó quấn tôi đau vậy là Waterproof. Chiêu, liệu có tạo nên kỳ tích. Rồi xong, đứa là tôi kỳ tích thôi. Thì, toàn rồi. Không sao. Để có kinh nghiệm mà bây giờ tôi sẽ quấn lại. Tôi sẽ cho con bờ sa đất ra trước. Bờ sa đất nó sẽ quất Waterproof 2 phát. Ui, má thú này. Waterboot. Ok, nó tầm này là cho con Bulbasaur ra là được rồi. Đây. Rồi Bulbasaur ra. Chúng ta sử dụng chiêu Vine Whip. Oh shit. Shit còn một giọt. Không sao hết. Thắng rồi. Thắng rồi đó. Rồi xong. Ôi, má nó cho ra một đống tiền luôn kìa. Ôi con Bulbasaur nó được vào 13 luôn. Ngon. Tôi có thể check ở đây. Đây. Tôi có thể đổi. Hình như tôi có thể đổi chiêu thức ở đây. Ừ. Rồi tôi sẽ đổi chiêu Tackle này. Nhấn vào đây. Đây, Razor Leaf bảo lá. Ok, chúng ta đã có chiêu bảo lá. Ngon. Bây giờ mình sẽ cố mình train cho con Bulbasaur tiến hóa nha. Bây giờ chúng ta đi xuống. Ui, fuck. Ok. Ui, cái kiếm này. Hello. Ôi má, dưới dưới toàn quái không à. Ở dưới zombie creeper thì đủ hết á. Có cây kiếm trên cây nè. Có chanh chay viết lên cây. Má thêm cây nữa nè. Ủa, hai cây luôn. Ủa, đâu. Ủa, phải không vậy? Ở đúng rồi, hai cây. Ủa, sao mấy cây kiếm thích mọc trên cây vậy ta? Nhớ kiếm lên dưới đất chứ sao mọc trên cây kìa vậy? Game hư cấu vậy là. Bây giờ chúng ta sẽ làm tặc răng đu cây trong rừng.
Ui, con mẹ nó xem tí. Hello, có con gì không? Trên bản đồ hiện tại thì nó không có con gì đặc biệt hết á. Ok. À bên đây có cái Apricorn và loot. Đây. Ok. Ui, mắt sao giờ còn có 3 giọt vậy ta? Oh fuck. No, 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 no. Không ổn. Nó máu còn có 3 giọt thôi. Chúng ta cần tí thức ăn. Oh shit, 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 mới gặp con này chưa, trời ơi. Oh fuck, 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 fuck. No, 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 ta đi đây, ta đi đây. Ok, rồi an toàn. Hiện tại thì mình không có thức ăn. Để nấu được mà. À, này nấu là màu rồi mà. Thấy mẹ tự nhiên hồi nãy quăng mấy miếng cá xong giờ toàn này. Đi bộ rồi. Rồi, đào ra thêm xí nữa. Tôi sẽ làm theo cây xẻng nữa. Cây xẻng, ok, là đầy đủ đồ rồi á. Hello, somebody here? Hello, no, 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 no. Không nha. Ê, có cái cây bên kia, có cái gì vậy? Có cái nùi gì bên kia? Tại sao cái cây nó mọc như đó ta? Má con creeper đứng đó nữa chứ, không này. Ôi, oh shit. Tôi sắp hy sinh này. À đây có cừu, ngon. Chúng ta sẽ qua làm thịt cừu. Không biết dưới này có con gì không? À, nó gặp con đen đi, tự nhiên con skin nó bắn cho một cái. Ủa cừu đâu hết rồi? Này, này cừu đây. Đúng, không có bạn nào đúng không? Mày skin đừng ra chơi mình nha. Tao sợ. Ok. Chúng à quên, tự nhiên mình có cái lò này mà quên. Đó, ngon lành. Ê con gì? Ô, Nighttail. Hẹ cáo chín đuôi. Level 29, thôi thôi bỏ đi. Còn cục đen nè. Và là rồi xong chúng ta đã có thức ăn. Thấy mẹ tụi kia rồi. Rồi ta coi thử là mình sẽ gặp thêm con gì đây. Đây chúng ta sẽ ra biển. Và thử dọc biển này có con gì. Dọc biển này chúng ta có What the fuck. Chờ. Con bê bếp 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 bê lipper. Belieber, má cái mỏ của nó kìa. Ô cái này tôi chui dừa luôn á. À, mở ra mày, mở ra tao chui vô cho tao ở luôn coi. À, khỏi xây nhà. Mở ra. Mở ra. Ok. Đây, ở đây chúng ta có con Crab Crawler với lại Slowpoke. Okay. Tôi nghĩ là con này tôi farm level được á. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng Razzolip. Bảo lá. Dược cấp 11, dược cấp 12. Thì dược cấp 11 lên cấp 12. Không anh không chết luôn trời. Thêm cái nữa. Dựng lên cấp đại học luôn. Dựng lên. Rồi, ok. Oh yeah. Đây là level 14. Rồi bên này chúng ta có còn gì? Wingull, Wingull level 12. Đây nhìn nhìn con Bulbasaur nhìn nhún nhún nhìn vui ha. Thay vì đứng im thì nó sẽ nhún nhún, con này sẽ đứng im nè, con này nhún nhún. Mà sao nó không cho hai con đi chúng ta? Cái này đứng im không à? Hashida. Rồi, ô level 15 luôn nè. Ngon. Từ, có chiêu mới. Có chiêu tôi sẽ bỏ, tôi nghĩ tôi có thể bỏ chiêu này. Có sleep powder nè, ấy tôi có thể ru ngủ tụi nó. Hoặc là potion powder để mà giết. Ok. Nó có thể là hạ độc nó hoặc là cho nó đi ngủ. Ok, chúng ta sẽ cho nó đi ngủ. Rồi, tôi sẽ có thể cho, bây giờ tôi có thể cho mấy con này đi ngủ ấy. Ok. Nhầm. Đây. Rồi, đầu tiên sử dụng chiêu sleep powder này. Đó, đây quăng quăng bột ra, bắn ra đầy mặt nó luôn, đấy, xong cho nó hít vô là nó ngủ. Rồi. Ta sẽ cho nó ăn Razzolip. Ủa nó ngủ chưa? Sao nó chưa ngủ ta? Kệ. Ủa đồ, ôi nè. Ngoài nó quất chết luôn rồi. What the fuck? Đồ bùi gì? What the boot? Thôi không ổn, không ổn, em đi, em đi, em đi, em đi, em đi đây, em đi đây. Em đi hả, bye bye. Em đi nha, bye bye, bye anh. Kinh quá. Má nhìn mặt ngu ngu gì mà kinh quá. Rồi, cừu. Một con. Hai. Ôi, ôi con chó. Ôi con chó nó giành thịt với tôi nè. Vậy là. Đã có mấy cái berry này. Lấy không có được, hình như nó chưa có mọc á. Hello. Đã có chó. Ủa cái này hình như nãy nó mới đi xong luôn rồi. Cái này bên này có cái gì mà nó để màu đỏ vậy ta? À nó là sinh vật sống. Ok nó là để mấy con gà đồ á. Con gà bò cừu gì đó. Ở trong cái thế giới này. Ở trong cái Minecraft bình thường chứ. Chúng ta có khá nhiều thịt rồi nên là mình sẽ không sợ chết đói nữa. Hello. À đây nó có mình bạn cua, Krabby và Cabana. Nó thấy game nó hơi chill hả? Ê, dưới có con ma chiếc cáp. Bên dưới này. Dưới này chiêu quá nó cũng hơi chán. Kìa bên kia có con ma, có con Golden nha. Hello Golden. Chào bạn. Ok. Đây. Razor Leaf. Quốc đi, quốc so. Đúng rồi. Đó. Này, ớt mà bơi thắng cá. Trời ơi. Banh xác liền. Quốc nó.
chỗ đó. Đúng rồi. Ok. Lên level chưa? Lên level rồi xong. Bộ bên sau đã chuẩn bị tiến hóa. Như tôi sẽ nhấn M. Ok M. Rồi nhấn vào Evolve. Evolve. Rồi xong. Nó là tiến hóa. Chúng ta có một bạn rồi. Ivysaur. À. Nó vẫn nhúng nha. Ok, con Ivysaur này nó vẫn nhúng. Vẫn nhìn cô tê. Cái nấm nó to hơn. Ok.